Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp. Thì hôm nay em có về chiếc Seiko Preset Azabu Taylor SDGM005, giới hạn chỉ có 500 chiếc thôi. Và đây là sự kết hợp giữa nhà Seiko với thương hiệu may cực kỳ nổi tiếng người Nhật Azabu Taylor các bác nhé. Và đây vẫn được gọi là một trong những chiếc Seiko máy 6R được anh em săn đón nhiều nhất. Một trong những con hàng mà được anh em khá là săn đón trên thị trường sưu tầm Seiko các bác chú ý nhé. Thiết kế đẹp, cọc kim sang trọng và một cái mức giá thì cũng khá là phải chăng. Chiếc này thì hiện tại em đang giao lưu với các bác chỉ có giá là 15 triệu 500 ngàn thôi. Đảm bảo với các bác là ngày xưa có những cái thời điểm mà một con lướt như thế này giá nó có thể dao động tầm khoảng 2x triệu. Và đó là ngày xưa nhé, chứ còn bây giờ thì gần như là không có hàng, cho nên em không rõ là cái mức giá giao dịch ở trên thị trường bây giờ là bao nhiêu. Nhưng đảm bảo với các bác là 15 triệu 500 ngàn là một cái mức giá rất mềm mại cho SDGM005 thời điểm hiện tại. Bởi vì với bộ máy 6R15 cùng với thiết kế vô cùng đẹp và sang trọng như thế này thì thực sự là một cái mức giá rất đáng để cân nhắc. Bởi vì 15 triệu 500 ngàn ra ngoài hãng thì các bác chỉ mua được 4R35 tầm trung thôi. Chứ còn đây là 6R15 mà là 6R15 full option các bác nhé. Thân vỏ phủ DIA-C này, kính sapphire phủ super clear chống lóa siêu trong này. Đó là những option mà chỉ xuất hiện trên những mẫu 6R15 mà full option thôi. Đấy, với cái kính trong vắt như thế này thì các bác sẽ thấy là gần như là toàn bộ cái độ đẹp bên trong mặt số đồng hồ thì nó sẽ được phô diễn ra bên ngoài. Đó là một cái ưu điểm cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Đấy, kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa super clear này, các bác nhìn thấy có nhìn thấy kính của nó đâu, gần như là mất kính luôn rồi. Đó là một trong những option tuyệt vời mà em đánh giá rất cao. Còn núm thì sẽ là đính đá màu đen piano rất đẹp này. Cái thiết kế của SDGM cũng là một cái điểm em rất là thích, đó là nó vẫn giữ một cái phần càng trông khỏe khoắn với thiết kế thoải. Nó không quá là mềm mại như những dòng càng truyền thống của Preset, mà nó sẽ trông mạnh khỏe hơn và trông trường càng hơn rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ cong bo. Đấy, khi mà đeo lên tay thì nó khá là ôm. Đi theo con này sẽ là một bộ dây da bò các bác chú ý nhé, và một chiếc khóa bướm. Ở đây thì nó sẽ có tặng kèm thêm một cái bộ dây da cá sấu. Tuy nhiên bộ dây da cá sấu này thì nó sẽ có chút bong chóc nhỏ sau một thời gian lưu kho, chứ hoàn toàn nó chưa qua sử dụng đâu. Chứ còn về độ mới con này thì thực sự là một chiếc hàng trưng bày, cho nên độ mới nó cũng đang còn rất là cao, một vài cái xước sát nhỏ không đáng kể. Đó, thiết kế càng này, các bác nhìn thấy nó chia xước, chia bóng đan xen với nhau, trông nó phải nói là cực kỳ sắc nét luôn. Bóng sáng. Ngoài ra thân vỏ được phủ DIA-C cho nên các bác sẽ cảm giác được với con này thì cái màu sắc của nó trông sẽ tươi hơn, bóng bẩy hơn, đúng không? Đó là đến từ cái nước mạ và DIA-C đấy. Thì đây là một cái lớp kiểu dạng bảo vệ, nhưng mà nó sẽ gia tăng cái độ sáng bóng cho đồng hồ, cũng như là khả năng chống được những cái vết ố bẩn. Về kích thước size thì em nó sẽ có size là 40. Dày là 11 hơn. Và lắc tu lắc của nó rơi vào tầm khoảng khoảng tầm 48. Con này dễ đeo lắm, size 40, size quốc dân của anh em Việt Nam rồi, càng 48. Đấy, anh em có cổ tay tầm khoảng 15.7 hoặc là 15.5 đổ lên là đã thể chơi được và chơi rất đẹp. Các bác nhìn thấy lên tay nhìn con đồng hồ nó sáng trưng chưa? Kính trong vắt, cọc kim thì sáng bóng, đem lại cái độ sang trọng, độ hút mắt cho đồng hồ. Phải nói các bác đây là một con đồng hồ cực kỳ nịnh tay luôn nhé. Đấy, anh em có cổ tay khoảng tầm 15.5 đổ lên là đã có thể chơi được rồi. Ở trong cái tầm giá này các bác, xin thưa các bác, đây là một trong những con Seiko có độ hoàn thiện thuộc hàng top đấy các bác nhé. Ở trong cái tầm giá này thì đây là một trong những con đồng hồ có độ hoàn thiện tốt nhất của nhà Seiko. Đảm bảo với các bác là như vậy. Các bác nhìn thấy quả cọc kim này mới mê chứ. Nhìn cọc kim nó sáng, nó bóng, nó sang. Cái màu rose gold của con này nó rất là nhẹ, nó không quá là đậm. Thế nên nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trông trở nên sang trọng và thanh lịch hơn rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà người ta săn đón SDGM005 trong bộ sưu tập đâu các bác nhé. Và đây là một trong những mẫu mà được anh em khá là yêu thích. Anh em Seiko rất là yêu thích. Đấy, các bác nhìn đấy. Thiết kế thì chia làm 3 lòng rõ rệt. Chúng ta có lòng trung tâm này, đánh xước này.
bên ngoài đánh xước vòng tròn, và bên ngoài nữa thì chúng ta sẽ có gam màu trắng thép đó. Còn cọc kim thì toàn bộ được mạ PVD màu rose gold vàng hiểu hồng, mà cái hồng của nó tươi lắm, sang lắm. Thấy các bác nhìn nhá, màu vàng của nó rất đẹp, vàng hồng của nó rất đẹp. Cọc số thì là cọc Arabic số học trò đan xen với cọc vạch thôi. Còn thiết kế thì ba kim một lịch khá là đơn giản của nhà Seiko. Nhưng mà thú thật với các bác là phải nói là cái độ hoàn thiện, độ tinh tế của cái mặt số con này thì thật sự là rất là hút mắt, đeo vào tay sướng tay cực kỳ. Máy thì đằng sau kính nó sẽ có dòng chữ là Arubu Taylor, các bác chú ý nhé. Và đây là một sản phẩm kết hợp giữa nhà Seiko với thương hiệu may Arubu Taylor. Và con này chỉ giới hạn có 500 chiếc thôi, và chiếc ăn mặc cầm trên tay là chiếc 296 trên 500. Máy 6R15 này, có vành tóc kháng từ bản Made in Japan Seiko này, chống nước 13 tương đương 100 m, đi mưa rửa tay thì thoải mái. Nói chung là độ chống nước của Seiko thì chưa bao giờ làm anh em thất vọng cả. Máy 6R15, chữ cót là 50 giờ, automatic có hỗ trợ co tay, dừng kim dây, hacky stop đầy đủ, size số thì vô cùng tốt. Máy 6R15 thì thuộc diện là gọi là nồi đồng cối đá của dòng máy 6R rồi, nó cũng chả có gì để học. Các bác cứ định kỳ duy tu bảo dưỡng lau dầu cho nó là ok, chả có gì để mà lăn tăn nữa, cứ thế mà chơi thôi. Và thú thật với các bác, đây là một con đồng hồ đẹp, rất đẹp, vừa để chơi vừa có giá trị sưu tầm rất là cao. Bởi vì hiện tại SDGM005 cũng gần như là mất tích trên thị trường rồi, bởi vì nó đang nằm ở trong một bộ sưu tập của một ai đó rồi. Và giá hôm nay giao lưu với các bác chỉ có 15 triệu 500 ngàn thôi, nó quá ok đúng không ạ? Bảo hành đến 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơ vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới bên tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên là đối với những sản phẩm mà giá trị cao như thế này thì mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Xin chào các bác.